Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin 3.000 cựu binh Mỹ tham chiến tại Ukraine, chiến đấu cho chính nghĩa. Hiện nay cuộc chiến của Nga tại Ukraine ngày một xa lầy, quân sĩ bị chết rất nhiều, các xe bị bắn cháy khắp nơi. Và ngay sau khi quân đội Nga tiến vào, Tổng thống Ukraine Zelensky đã thành lập quân đoàn nước ngoài. Phản ứng ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới rất lớn, với hàng ngàn cựu chiến binh từ Hoa Kỳ muốn tham chiến chống lại Nga. Họ coi việc tham gia quân đoàn quốc tế là một việc làm chính nghĩa. Và ngay tại Việt Nam cũng rất nhiều bạn trẻ đã tình nguyện tham gia cuộc chiến này, tuy nhiên điều kiện chưa rõ. Và đây là hình ảnh các cựu binh quốc tế đến Ukraine chiến đấu chống lại quân Nga xâm lược. Kể từ đó, người nước ngoài có thể tham chiến tại Ukraine, tham gia quân đoàn phòng thủ quốc tế và giúp chúng tôi bảo vệ Ukraine, châu Âu và phần còn lại của thế giới chống lại những kẻ xâm lược. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã viết như vậy trên trang Facebook của mình. Và nhiều người Việt Nam đã chia sẻ và biên dịch những bài viết này cho trong nước cùng biết. Ít lâu sau, trong một bài khác, quân đội Ukraine cũng đã chia sẻ hai liên kết. Liên kết thứ nhất dẫn đến một trang web của Bộ Ngoại giao. Ở đó, các tình nguyện viên có thể tìm để xem có thể tham gia quân đoàn nước ngoài với những điều kiện nào. Đây là hình ảnh người dân Việt Nam tới Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội để thể hiện tình đoàn kết, ủng hộ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của nước này. Mặc dù nhà nước Việt Nam bỏ phiếu trắng không dám lên án Nga trong cuộc xâm lược đối với Ukraine, nhưng người dân thì hoàn toàn khác. Và họ có thể đăng ký trực tiếp trên trang web thứ hai do Bộ Quốc phòng điều hành và quân đoàn quốc tế của Ukraine do Tổng thống Zelensky thành lập ngay sau khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu trên lãnh thổ Ukraine đổ ra. Và cuộc chiến giằng co ngày một phức tạp và gian khổ. Nhưng người Ukraine quyết tâm chiến đấu. Trên khắp nước Mỹ, các nhóm nhỏ cựu chiến binh gặp nhau để liên kết và lên kế hoạch chuyến đi của mình. Tờ báo New York Times viết cho một bài báo về các cựu binh sĩ Mỹ muốn đến yểm trợ Ukraine. Họ nói, sau nhiều năm cố gắng mang lại nền dân chủ cho những khu vực mà hầu hết mọi người không quan tâm đến. Họ coi cuộc chiến ở Ukraine là một cuộc chiến công bằng, họ muốn bảo vệ tự do. Và những người công dân của đất nước tự do un kéo đến Ukraine tham gia quân đoàn này. Đây là hình ảnh của những người Việt Nam bỏ nhà cửa, tài sản lại Ukraine, chạy di tản chiến tranh sang Đức và các nước châu Âu sau khi họ bị quân Nga tấn công, nã pháo, bắn tên lửa. Và thông tin mới nhất gần đây cho biết khu chợ lớn nhất của người Việt Nam tại Kharkov tại Ukraine với hơn 63 hecta đã bị tên lửa và pháo của Nga bắn cháy. Tất cả người Việt Nam ở đây đã bị mất tài sản và Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine thông báo quá chậm nên người dân không biết để mà chạy trước. Bây giờ họ gặp cảnh rất khó khăn. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin mật vụ người nếm thức ăn, kẻ đóng thế. Đây là cách mà ông Putin tự bảo vệ mình khỏi bị ám sát. Anh ta hiện nay là người bị ghét nhất trên thế giới và theo báo cáo của nội bộ có nhiều triệu chứng hoang tưởng khác nhau. Không có gì ngạc nhiên khi Vladimir Putin, hiện nay 69 tuổi, kẻ độc tài Nga đã tự phải bảo vệ tính mạng của mình suốt ngày, suốt đêm. Vệ sĩ đeo cặp chống đạn và súng lục bắn nhanh, người đóng thế và nếm thức ăn chỉ là một số biện pháp phòng ngừa mà những người cai trị trong Điện Kremlin đang thực hiện nhằm tránh những kẻ ám sát và những âm mưu đảo chính nhắm vào Putin. Một âm mưu ám sát mà thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Linh Dày, 66 tuổi, kêu gọi vào hôm thứ Năm cho thấy Putin đang gặp nguy hiểm như thế nào kể từ khi ông ta phát động cuộc chiến tranh xâm lược nhằm vào Ukraine. Vị nghị sĩ này nói rằng ai đó ở Nga cần phải hành động ngay bây giờ và hạ gục hã này. Đảng viên Đảng Cộng Hòa có ảnh hưởng tại Mỹ từng đóng quân ở Đức vào năm 1984 đến năm 1988 trong chiến tranh lạnh nói như vậy với đài truyền hình Fox News. Trên thực tế, cựu điệp viên KGB, người đã cai trị nước Nga như một nhà độc tài trong hơn 20 năm, từ lâu đã sống trong nỗi sợ hãi sâu sắc về việc bị ám sát.
Đó là lý do tại sao anh ta phải lập ra đội ngũ riêng và tự gọi nó là lính ngự lâm, với vai trò một đơn vị đặc biệt trong cơ quan bảo vệ Liên bang Nga FSO. Thông tin cho biết các vệ sĩ của Putin được lựa chọn rất cẩn thận với những khả năng như kiến thức về tâm lý, sức bền thể chất, khả năng chịu lạnh hoặc không đổ mồ hôi khi nóng. Theo báo cáo, họ được trang bị những chiếc cặp đặc biệt đóng vai trò như lá chắn bảo vệ ông Putin. Các lính ngự lâm mang súng 99mm SL-1 Vector của Nga sản xuất. Nó luôn được nạp đạn xuyên giáp. Trước khi ông Putin lên đường, các đội ngũ vệ sĩ đã lùng sục nơi điểm đến của ông ta trước nhiều tháng. Họ kiểm tra xem công chúng có đảm bảo khả năng phản ứng như thế nào và liệu khu vực đó có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu hoặc thiên tai hay không. Bất cứ nơi nào, đội bảo vệ kiểm tra họ thường sử dụng các thiết bị gây nhiễu hoặc lắp đặt để ngăn chặn các vụ nổ bom từ xa. Và các kỹ thuật viên tiến hành giám sát điện tử đối với điện thoại di động và các thiết bị khác trong khu vực này. Trên đường, đoàn xe chở Putin đi giữa một đoàn xe bọc thép dày đặc chở các lính đặc biệt của quân đoàn được trang bị súng AK, súng phóng lựu, chống tăng và tên lửa phòng không di động của quân đội Nga. Khi Putin xuất hiện trước công chúng, anh ta thường được bao quanh bởi 4 vòng an ninh rất đặc biệt. Đầu tiên và quan trọng nhất là vệ sĩ riêng của anh ấy. Những người khác thì hòa nhập ẩn danh với đám đông. Vòng thứ 3 bao gồm các tay súng bắn tỉa được bố trí trên các mái nhà xung quanh. Vòng thứ 4 thì quan sát bao quanh. Các cảnh sát của Putin cũng có quyền hạn rất sâu rộng. Họ có thể nghe lén, mở thư, lục soát nhà, tịch thu phương tiện, bắt giữ và thẩm vấn những kẻ tình nghi. Theo báo cáo, các vệ sĩ của anh ta khi tới 35 tuổi sẽ được thay thế. Và để đảm bảo lòng trung thành của mình, sau đó họ được trao cho các chức vụ có ảnh hưởng và được trả lương cao như thống đốc một khu vực nào đó, hoặc bộ trưởng liên bang, hoặc chỉ huy các đơn vị đặc biệt và trợ lý cho tổng thống. Vào năm 2016, trang web Russian Bureau thuộc sở hữu nhà nước đã xác nhận những tin đồn lâu nay rằng FSO đôi khi đã sử dụng tổng thống giả để đảm bảo an toàn cho Putin. Nó có mật danh là Body 1. Putin sau đó cũng thừa nhận rằng ông đã được đề nghị sử dụng người trông giống mình khi ông thực hiện một số chuyến đi đến Chechnya, nơi Nga đã chiến đấu với quân ly khai vào đầu những năm 2000. Nhưng sau đó, trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2020, anh ta đã tuyên bố là từ chối những người đóng thế đó. Putin cũng không phủ nhận rằng mỗi bữa ăn được phục vụ cho anh ta đều có ai đó đến thử. Điều này là để ngăn chặn một cuộc tấn công bằng chất độc. Ít nhất thì đó là những gì Kras đã nói rằng, và ông này chính là người đã sáng lập câu lạc bộ Chef Test Chef, tức là người chủ của những người chủ. Một tổ chức ẩm thực bao gồm các đầu bếp từ những người đứng đầu của các chính phủ, nguyên thủ quốc gia và các quốc vương trên khắp nơi trên thế giới. Ben Kras nói với tờ báo Anh Daily Telegraph rằng vẫn còn những người nếm thử ở một số quốc gia, nhưng chỉ có điện Kremlin, mọi thức ăn đều được bác sĩ kiểm tra.